các bạn từ bảo tàng sang bên nghĩa trang Điện Biên Phủ nha. Nghĩa trang Điện Biên Phủ xin kính chào quý khách. Bên tay trái là đồi A1 đây. Đấy, vừa mình đi. Vào thôi bác Hồ. Nghĩa trang Điện Biên Phủ, nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ. Đấy, mình cứ đi thẳng vào thôi ạ. Đây là cánh trái. Giờ mình quay là cánh phải. Tay phải cộng vào. Phần mộ liệt sĩ nghĩa trang nằm ở nghĩa trang là
là liệt sĩ chưa xác định. Đây là ngoài cổng các bạn nha. Có nháy, có ngay, chụp cho chụp vô. Bác Loan chụp nhá. Mất ảnh chưa, mất ảnh chưa? Đấy. Cao Long xin chào cả nhà nhé. Cao Long mới quay một vòng hết tại nghĩa trang liệt sĩ của Điện Biên Phủ. Xin chào cả nhà nhé.